Cô cũng mong chồng cô đứng dậy, cũng cảm ơn. Từ dạ. Sau chồng cô nằm nhà ba tuần nay không có ai nuôi hết, về chồng cô. Cho nên cô cũng cầu xin sao em giúp đỡ cho chồng cô mổ. Cô cảm ơn em. Dạ, cô để con hỏi thế là khi em tin là nói mà đều tức mình lắm. Anh nói nói nữa, không khóc, đứng lên thôi. Được đầu đi, được đầu cái gì cũng có. Từ chú ha, mình cứ từ từ mình, cái tâm lý mình vẫn trước điều trị chú ha. Cái này là một cây trơn, để đó mình bơm vô, cái này mình bơm vô, còn cái này thì mình phải lấy tay á, mình tha cái dòng ngoài ổng môn, giờ mình thò tay mình móc phân ra, chứ không có tự đi được. Từ đó đến giờ cô tự móc, còn nhưng á, có ông đó, ông không dám móc á, thì mỗi lần 200 ngàn. Mà nếu mà đi một lần vậy hai lần á, cũng như là đi một lần chưa hết á, hai lần phải lấy 300 ngàn. Em nhỏ xin chào cô chú anh chị. Hiện tại thì em nhỏ đang đứng ở bệnh viện phục hồi chức năng quận 8 trên đường Âu Dương Lân. Thì cái này là em nhỏ và Thu Yên vừa mới vào cổng bệnh viện luôn. Đây thì Thu Yên nó ngồi đây nghỉ. Sao rồi Thu Yên? Thấy bữa giờ rồi sức khỏe có lại giọng nói có lại bình thường chưa? Con hơi mệt anh ơi, sáng nay còn đau đầu à. Anh cầm máy đúng không? Quay luôn đúng không? Tí nữa anh dẫn thằng cô này giùm em được không? À, không phải. Cô nào? Em nhầm. Hôm nay là mình đi cái trường hợp Âu Dương Lân này nè, bên bệnh viện chấn thương chỉnh hình này là cái trường hợp nghe nói là hình như là cái người đàn ông này là đột nhiên tai nạn á, thì em hơi mệt thì anh dẫn giùm em ha. À, có nghĩa là hôm nay giọng em chưa được bình thường trở lại. Thôi ok, thì anh sẽ giúp em cái trường hợp này. À, với lại cái vụ thằng cu mà hôm bữa nó đi về dưới Gia Lai sao rồi anh hỏi cái tình hình đó chưa? À, cái thằng cu mà anh vô bến xe mua vé luôn đúng không? À, thằng cu đó thì thứ nhất là nó không có điện thoại, nó không có điện thoại để nó liên lạc. À, rồi anh đã vô anh gửi tài xế rồi. Anh gửi tài xế là tài xế anh nhắn, có nhắn với tài xế là tài xế ơi, nếu mà chở thằng cu đó về cái gì Nam Giang, Nam Cang gì đó, nói chung là ở Gia Lai á, thì báo lại cho anh. Thì tài xế cũng đã chở tới nơi, cu nó về Gia Lai an toàn. Đó, thì sau đó thì tài xế không biết, rồi cũng đúng, tại vì người ta chỉ chở khách thôi. Đó là thằng cu này không có số điện thoại để anh liên lạc nữa. Chở tới nơi là sáng hay tối ta? Đi sáng sớm tới. Sáng sớm tới. Rồi cu du cho... đó nó về đâu, đi đâu nữa thì anh không biết. Hôm bữa anh cho nó là dư tiền đúng không? Dư, để có để gặp trắc trở gì ngoài đường á. Thì còn lấy cái tiền đó mà xài, hoặc là nó về quê Nam Định nữa. Nếu mà nó không lấy lại được giấy tờ. Thôi cũng tội, nói chung là mới bước ra đời mà gặp cú sốc á. Ở nơi đất khách quê người, anh thấy cũng tội. Nói chung là mình giúp về tới đó là để ý, anh để ý thử điện thoại coi lỡ thằng cô nó gọi rồi mình đi làm mình không có nghe được á, nào để ý thử xem sao. Mình đi vào đúng không? Để bây giờ thôi mình vô cái trường hợp tiếp theo của ngày hôm nay ha. Rồi em đi sau anh nhá. Rồi, cái trường hợp hôm nay là đây là cả nhà, mình có hẹn cô đó đây. Chào cô nha, mình ngồi phòng nào á cô, mình ở phòng nào? Sao đứt cái phòng này, sao đứt nữa, sao đứt nữa. Rồi, giờ cô dẫn con vô đó ha, để thăm chú. Bên khoa này là con nhớ là khoa... Tủy sống nữa. Không, khoa này là cái gì à? Vật lý trị liệu mà đúng không cô? Đúng rồi. Bây giờ không có tiền mổ. Yeah. Mổ mà không có tiền mổ cho nên bây giờ bác sĩ Chợ Rẫy á kêu về bên đây để mình vật lý trị liệu. Là tới nhà ba nó mình quẹo tay phải đúng không? Đúng rồi. Yeah. Chào chú ha. Dạ. À, cô cho con hỏi cô tên gì, không tiện xưng hô cô hả? Cô tên Quý. Cô Quý. Dạ.
Quỳnh Thị Ngọc Quý. Dạ, nay cô Quý bao nhiêu tuổi rồi cô Quý? 56 tuổi. 56. Dạ, quê mình là ở Long An Tân Trụ á, bà già là ở Long An Tân Trụ. Bà già ruột á, dạ, ở Long An Tân Trụ. Còn sau này á, lấy ông già thì ở thành phố, cho nên á, mình á, theo họ mẹ đó thì phải quê quán là Long An Tân Trụ. Dạ. Rồi mình sống ở đây là mình sống ở quận mấy cô? Bây giờ thì cô có chồng, hai chồng cô sống ở bên Đồng Nai. Sau này bị nhà ông già bà già giải tỏ đó. Dạ. Giờ mới qua bên Đồng Nai ở. Thì Đồng Nai là hai chồng ở nhà mướn mười mấy năm nay rồi. Đồng Nai là cô ở huyện nào? Nhân Trạch không? Nhân Trạch, xã Phú Hữu, ấp Phú Lương. Là mình vừa qua phà Cát Lái hả cô rồi, ha? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Rồi cô là hằng ngày là cô làm công việc gì? Cô hồi đó thì cô buôn bán, sau này cô đi làm tập vụ. Là đi quét dọn, giúp việc nhà cho người ta cô ha. Đúng đúng. Cái đó mình làm ổn không cô? Trời ơi, thích thì người ta kêu, còn không thích thì mình mất việc làm. Cho dạ. Nên á, thí dụ như mình ổn định á thì á lương hàng tháng cũng 6-7 triệu. Mà không ổn định thì tháng chừng 4-5 triệu. Tự nhiên ngày kêu ngày nghỉ. Dạ, cái đó là mình làm theo giờ hả cô? Đúng rồi, đúng là mình không có hòa làm mà cũng như là không có phải là làm mà ổn định hàng tháng đâu. Dạ. Ví dụ như là nay em kêu chị, ngày mai nhà em sạch, em không kêu thì người khác kêu. Nó là vậy đó. Mình làm đa số là ở Sài Gòn à cô? Cô làm bên quận 2 á, ngay đường chung cư á, quận 2 á. Chỗ bên chỗ bên chỗ Sảo Điền là không ta? Không, không, Sảo Điền là dân sang, không làm sao rồi mình có cửa mình vô đó. Dạ. Ở ngay chỗ đường tự nhiên quên mẹ nó ấp ta bà đê, ấp ta quận 2 mà con đường đó là cái gì tự nhiên nói ngang nó quên. Dạ thôi không cần đâu cô, rồi con thấy mấy người mà đa số làm giúp việc quận 2 là người ta giỏi lắm nha, người ta có số nhiều con đi quay những trường hợp đó con gặp á, có người ta biết nói tiếng Anh nè, tiếng Trung nè, bán cô đâu có biết mấy cái tiếng đó đâu. Còn cô có biết không? Không. Dạ. Sau này tự gì á đuổi quá đó bị bắt hoài hết vốn, cái cô đâu có biết làm việc nhà đâu, từ nhỏ lớn giờ cái nhỏ em nó làm á, nó thôi thôi chị đi làm đi, cái chị bán mà chị bị bắt bớ hoài hết vốn hoài. Nên... là mình đi bán vỉa hè cô, bán rồi. Nước đồ hả? Bán bánh canh, hủ tiếu rồi đó. Bán bên như là bên hông công an tới thì mình chạy. Dạ. Đó là gì đó. Rồi. Rồi chú là chú tên gì đây cô? Tên là Quỷ Nhân Thái. Chú Thái ha. Dạ. Con cho biết tên con tiền sinh hô mà. Ờ, công việc chú là chạy xe ôm. Chú là xe ôm truyền thống hay là công nghệ chứ? Đúng rồi, truyền thống. Mấy chục năm mà truyền thống. Chú đạp xích lô con. À, chú đạp từ... xích lô. Xích lô, sau đó... Đúng rồi. Xích lô, vâng. À. Lúc mà đạp xích lô xong rồi tới năm 2004 là cấm xích lô. Muốn chạy xe. Rồi đầu nhà nước cũng bù thường cho 5 triệu vậy đó. Rồi để mình đổi nghề khác á. Thì mới mua cái xe ôm. Dạ. Yeah. Mới cứ quay chạy xe ôm. Rồi chú chạy xe ôm là chú có cái bãi không hay là có phải đi rào bán? Có. Cái đậu quay quay ngay chỗ của Wincom á. Wincom Đồng Khởi á. Dạ. Chú đăng ký chạy nó mấy chục năm đó rồi. Rồi sau này cái chú thấy quay Wincom giờ đi gáp nhiều quá đó. Dạ. Rồi chú mới về phường Phạm Ngũ Lão á. Ở chỗ Đỗ Văn Đậu á. Dạ con biết. Rồi chú mới đăng ký công an khu vực đó, chú chạy xe ngay chỗ ổ Quỳnh đó con. Nếu mà tính luôn cả chạy xe ôm thuê á, chạy xe xích lô thuê á, thì chú chạy được bao nhiêu năm rồi? Nếu mà tính là xích lô năm 91. 91 tới giờ là cũng 35 năm rồi. Là... 91 đó con. Cả... xe ôm luôn á. 30 mấy năm. Rồi chú là xe ôm chứ nó không có làm gì đâu. Dạ. Chú thấy... chú vô nhập viện đây bao lâu rồi? Chú nhập viện bữa hổm ngày bà rồi. Tới cái gì mà tết tây với con bị tai nạn tết tây. Tai nạn thì bữa 30 tháng 12 là bị chợ chảy. Khoảng hình như là gọi đầu chuyển về đây là nay là cũng 21 ngày rồi, 3 tuần rồi. Thấy em cục cửa chú buồn ghê. Tai nạn gì mà về gì mà sao? Sao mà cho chồng được, bác sĩ cho mổ mà mình không được chuyện. Bây giờ sinh sao mình cho chồng được các cơ hội để mà mổ đứng dậy. Dạ, cái này để từ từ con với cô sẽ tâm sự với cô để mọi người biết rõ hơn về cái trường hợp của gia đình mình. Dạ. Cô chú hôm nay là có đứa con nào không? Sao không? Trai nãy đó nó mới đứng đây nè. Dạ. 3 tuổi rồi, nó lớp 7 rồi.
Sao thấy cô với chú hiền quá ta? Cái có gì dữ vậy? Không, thấy thân thiện á, cái chuyện nó hiền, dạ, dễ chịu. Cô cũng mong chồng cô đứng dậy, cũng cảm ơn. Từ dạ. Xong, chồng cô nằm nhà ba tuần nay không có ai nuôi hết, còn chồng cô. Cho nên cô cũng cầu xin sao em giúp đỡ cho chồng cô mổ. Cô cảm ơn em. Dạ, cô để con hỏi thế là cái sự việc mà chú bị dẫn đến đi đến bệnh viện này á, là ra sao, cô có biết rõ không hay là chú rõ hơn? Thì con là thử... sao? Cái sự việc á, cái tai nạn á. Tai nạn thì lúc mà chạy chú đó, chạy là chú hay chạy đêm, chạy 2-3 đêm về. Thì bữa đó chú chắc chờ phà lâu quá, chú buồn ngủ. Dạ. Người ta kể là chắc chú buồn ngủ, chú chạy ào lên, tự không ai đụng hết, chú chạy một mình giờ chót hết á. Nếu mà có chú chạy đầu là như chú chết rồi, chú không sống nổi đâu. Tự có xe hơi rồi xe tải đồ nó chạy lên. Dạ. Thì chú chạy sau cùng hết. Thì hả, ở đó người ta vô người ta kêu cô nha, người ta nói sao? Chị ơi, tưởng ai chồng chị hả? Chồng chị tự hả chạy á, chắc ổng buồn ngủ, sao ổng ngủ gục sao ổng té. Ổng té mấy tua luôn. Trời, té sao? Cái đoạn nào cô Quý? Té ngay chỗ cái phà mình đi lên cây xăng là chút xíu là có quán phở bắn bún bò Huế. Là mình hướng từ Sài Gòn mình qua phà, phà gần tới nhà rồi đó. Dạ, dạ qua phà rồi. Cây xăng đó, ờ, qua khỏi cây xăng rồi, tí xíu là tới nhà rồi. Dạ. Thì á, ta vô nó kêu cái cô chạy ra thì chú nói sao, vợ ơi, chắc anh gãy tay gãy chân hết rồi, anh không được cửa rồi. Mà lúc đó chú nằm không có nhúc nhích gì hết. Kêu xe cứu thương thì không có xe cứu thương, có công an cũng như là dân phòng của xã đó. Dạ. Không có, ổng mới kêu giùm cô cái xe 7 chỗ. Là chở lên bệnh viện hai liền, chở liền lên vừa vô làm ta lót cái mắt miếng thì cái lưng liền, chở đầu ta tim chở dây đồ đầy hết, rồi nó làm quá chờ, thì lúc đó cô thấy đầu hả đóng tiền, cô đâu có bảo hiểm đâu gì đâu, cứ đóng tiền rồi đẩy vô, có khi kịp xong xuôi hết rồi nói không được rồi, chuyển lên chở đẩy liền, là chở đẩy liền, chở chở đẩy thì khoảng 2 ngày, từ kẹt ngày thứ 7 chủ nhật. Thứ hai á là cô đi làm, cô mới nói thôi anh ơi anh nằm đây đi. Các em mà nghĩ á người ta đuổi việc em, anh nằm đi có bỏ mình nằm à. Chờ đẩy cho người nuôi thôi chứ không có cho hai người. Không có người thăm nuôi đâu, chỉ có người nuôi một người thôi. Dạ. Cái cô mới thấy vậy cô bỏ đại. Thì đến khi ta kêu đẩy ra mổ, đẩy đi mổ thì có người nhà. Thì mới kêu cái anh mà chạy xe ôm với ảnh đó, là cái anh tắt á, mà giữ anh á. Thì nó nói anh thương vợ chồng em á, anh vô nói chồng em thì em đi làm. Để em còn có tiền xoay sở, nếu mà em nghĩ là tao đuổi việc em. Thì nói chung ảnh cũng lừng nghiệp, ảnh vô ảnh coi, ảnh chỉ được ảnh ở trong đó, chị không được quyền vô, chị chỉ ngồi ở dưới đất vậy nè. Mở mạng như em vậy đó, để mà gặp chồng thôi chứ không được vô. Cái nào ảnh nói nè, bà Quý ơi, anh tắt kêu mổ 70 triệu. Cái gì mới nói à, anh Tắc ơi, anh nói với bác sĩ là gia đình em không có đủ điều kiện mà đóng 70 triệu mổ. Thì bây giờ em rối lắm, em không biết sao hết, anh suy nghĩ sao, anh phải quyết giùm em. Cái ông mới nói bác sĩ là vợ ông nó không có tiền, thì bác sĩ không có mổ mà đẩy về cái chỗ cũ mà bệnh viện đó. Giờ đẩy đẩy cho mình, ổng nằm. Thì ổng nằm đó, thì mấy ngày bắt đầu bác sĩ không có khả năng thì bây giờ cho tập lý trị liệu, bắt đầu bác sĩ mới chuyển về đây. Rồi cuối cùng là bác sĩ có nói chú Quý là chú Thái là bị về cái gì không cô? Tủy. Có giấy dập, nè. Dập tủy hay là gì? Dạ, cái tí nữa cô sẽ cho con mượn cái giấy ha. Dạ. Rồi, bây giờ chú thấy chú Thái thấy trong người như thế nào chú Thái? Chú Thái thấy người muốn hả? Dạng nó bị bức xúc, người nó không có cử động được, chú buồn nó. Dạ, không có xoay được luôn hả? Xoay được, thế này thôi. Thay được, qua lại được. Dạ. Mà nghĩ đâu có làm gì đâu mà đâu ác với ai đâu, tôi không bị, chú bị gì nạn. Thấy bình thường, buồn ngủ chút xíu có gì đâu. Chú tai nạn này chú có không có tông có sử dụng mà rượu bia gì không? Không có rượu bia gì đâu. Không biết uống luôn hả? Không biết uống bia không rượu gì đâu con. Dạ. Rồi chú chờ con xíu để con coi cái chẩn đoán của bác sĩ về cái bệnh của chú nha. Cái bệnh của chú là chấn động và phù tủy sống đoạn cổ, dập tủy cổ, chấn thương cuộc sống cổ, hẹp ống sống. Rồi cái này là của chú á con, là bác sĩ á.
chẩn đoán là đa số là bị chấn thương ở vùng cổ, cho nên là mới không xoay được, không xoay, không có di chuyển được như người bình thường. À, chứ còn chân tay không có sao? Chân tay thì bây giờ là không có dỡ lên để xuống được luôn. Dạ, đây cô biết sao? Có thể là cái dây thần kinh đó, dây thần kinh từ đây từ cổ xuống nè. À, chú Thái cho con hỏi là từ lúc mà chú bị tai nạn, ngay cái lúc mà chú bị tai nạn, chú té là tự mình té thôi, không ai đụng vô đúng không chú? Tự chú té, không có đụng ai hết trơn. Dạ. Chú chạy xe về tôi mệt quá. Từ mấy ngày chú mới về nhà lần chạy đêm mấy con, thì khi dạ, chú nằm tùm lum chỗ á. Là mình vừa còn một xíu là khoảng 5 phút nữa mình tới nhà không chú? Nếu mà tính ra khoảng từ chỗ cây xăng nó vô nhà chú vẫn cỡ 10 phút á. Nếu mà chú chạy lẹ chừng 5 phút á. Hay là có khi nào là chú chạy đêm rồi nó suy nhược cơ thể không ta? Cũng có nhiều cũng ngủ vào phà lâu quá. Rồi cái chú nói là chú đang phê phê buồn ngủ. Rồi chú chạy lên. Cái nói không? Rồi anh chạy lên, anh chạy từ từ hết, xuống anh cũng chạy mà. Nói vậy đó. Chạy từ từ lên mà biết sao không vậy? À, để con hỏi thêm chú là cái lúc đó là chú thấy trong người chú sao? Người chú làm gì nó mệt đó con. Dạ. Tự vì biết sao làm gì chú nghĩ chắc cả mình bị cái gì trong cơ thể mình á. Một là trúng gió hay cái gì đó mình không biết. Thấy người nó mệt lắm. Thấy nó ngồi mình ngồi không được, đứng không được. Nó mặt mày nó sưng mẩy. Mà nếu mà chú về nhà là con biết không? Chú mới về nhà là 3-4 ngày sau chú mới đi chạy xe lại lần nữa. 3-4 ngày sau chú mới chạy xe lại được. Ủa sao mà? Chạy 2-3 đêm vậy đó. Ờ, 2-3 đêm chú sức khỏe. À, mình hồi sụp lại cái sức khỏe. Ờ, giờ có 2-3 ngày ở nhà. Dạ. Giờ có 2-3 ngày chú mới đi chạy xe lại. Chạy tiếp đi. Cũng như chú cô thức ở ngoài đây 2 ngày phải không? Mà chú mới về nhà giờ con chú là phải bèo đó, 3-4 ngày sau chú mới chạy xe lại được. Rồi, chú ngủ lấy sức á. Dạ, khi chú không ăn uống thì chú ngủ luôn à. Ở nhà chú không ăn uống. Vợ cái anh nói vậy ăn cơm thì anh nói thôi. Để anh ngầm chút đi em kêu hoài để anh ăn. Anh có đói bụng rồi để anh nằm anh nghỉ chút đi kêu anh hoài. Dạ, anh không có thèm ăn gì đâu, để anh ngủ đi em. Chắc chú cũng là kinh tế chính trong nhà ha cô ha. Để cho anh ngủ đừng có kêu gì trơn mà mệt. Nhưng mà con thấy chú chạy xe ôm truyền thống nó đâu còn gọi là có ăn như lúc trước rồi chú ha. Đúng mà chú nhờ cũng không chờ cũng không có cho chú đói. Đêm về chú tỉ ha. À, chú mới chạy 2-3 ngày liền á. Thì chú ăn cơm chợ búa xăng này nọ đó chú. Tới khi chú về nhà chú được 800-900. Dạ. Cũng nhận chú ăn uống rồi xăng cộ đổ qua đường xong rồi. Rồi tới khi chú về nhà chú còn sắp 700-700 vậy đó. Rồi vợ con đủ rồi, rồi nhà mướn cũng đủ rồi. Con hồi nãy giờ con nói chuyện với chú á, con nhìn vô cái ánh mắt của chú á, à, con thấy cái sự là dạng như là con không biết là con nói đúng hay không nha. Thì con nói thử là nói sự bất lực của chú khi chú nằm đây đúng không chú? Vậy chú không có lo được. Ý là nói là bây giờ anh nằm chỗ cỡ như anh có không có làm được gì á. Không làm được anh buồn. Dạ, đúng chú ha. Được chứ, nghĩ sao mình đâu có gì đâu mà giờ con mình nó khổ vậy. Dạ. Thôi không sao chú, mình cố gắng mình giữ sức khỏe nha. Tại cái điều này không ai mong muốn hết. Khi em tin nè. Nói mà được tức mình lắm. Anh nói nói được. Không khóc, đứng lên thôi. Đứng sức lên thôi, không khóc nữa. Đợi đi, đợi cái gì cũng có. Từ chú ha, mình cứ từ từ mình cái tâm lý mình vẫn trước điều trị chú ha. Để giữ tâm lý đi. Rồi chân chú sao mà cái khúc này nó bị đen vậy cô? Từ đó giờ nhỏ lớn coi chú bị thâm đen đâu rồi. Từ nhỏ lớn là vậy đó. Ở đó chú đi làm á, rồi xong chú nhảy vô cái mấy cái thùng vôi á. Dạ. Những cái vôi trắng vôi gì nó vôi xong nó bị vậy luôn à. Ở trên không có khúc dưới á. Mấy cái vôi á con biết không? Dạ. Rồi xíu đầu chú ngâm vô cái vôi á, chú ngâm gì đó nó cũng như làm phụ người ta đó, cũng như mấy công trình ở nhà đó sớm á. Hỏi thái mày có gì mày có đi làm gì không? Hỏi cái gì ông chị nó mày qua phụ nhà tao mấy ngày đi.
ngày mấy trăm mà cơm nước ta bao mày nó chịu khó phụ người ta để cho tiền thôi. Nội chạy xe cũng chạy xe rồi. Xe ôm lâu vậy chú có đau lưng rồi gì không, chú hay bị đau lưng không? Có, cũng có bị đau lưng, tại cũng phải ngồi miết á, có bị đau lưng, có có đau mà rồi, cái tự nhiên có điểm sao không biết nữa. Cái đầu nó em ơi, anh ngồi ăn cơm với em chút xíu để anh vô nằm đi. Nếu mà rồi nếu giờ chồng mình có duyên thì ở lâu dài, mà không có duyên thôi lỡ mà chồng nó ngủ trong ngủ luôn bây giờ thôi cái gì vậy chú, không sao đâu cái chú. Nhóc nó nói sao ba bỏ mẹ con à, cái vô ngủ cái bình thường ấy, sáng dậy bình thường, chút men bình thường, chạy xe bình thường, đâu có gì đâu. Cái cảm giác mình nghĩ thế vậy, cảm giác dạ cái cảm giác do chú nằm một chỗ chú hay có những cái suy nghĩ tiêu cực đó cô. Mình cảm giác cái bị lúc mà chưa bị cái này nè lúc mà chưa bị cái này nè lúc mà chưa chú nói lúc mà chưa bị cái này nè chú ở nhà chú tâm sự với vợ chú hoài à. Dạ chú tâm sự chú nói gì chú nói à, không biết sao em ơi, tự nhiên chạy xe về 3-4 ngày ngủ với vợ con 3-4 ngày mà em giờ người anh đẩy em ra hoài à. Như giờ á cũng như muốn massage cho chồng mình nó đau, anh đau ở đâu để em bóp chứ muốn đẩy ra hoài à. Em đừng đụng người anh, em nằm một mình anh đi. Dạ. Nằm cứ ngày đó tháng đó làm nó bị cái gì á trong người anh á, cho báo trước cái điểm không mai đó là cuối cùng bị cái này đó, là cái gì báo trước là mình bị cái này nè, báo trước đó, nó anh mà không bị cái này anh cũng chết, không biết lý do gì không biết nữa. Rồi chú điều trị ở cái bệnh viện phục hồi chức năng quận 8 này đó thì hàng ngày á họ cho chú thuốc gì hoặc là tiêm thuốc gì với tiêm cho người kề con coi thuốc chú đâu có biết thuốc gì không mà cái này là chú đâu có biết. Chỉ cho uống thuốc vậy thôi à cô, chứ có tiêm gì không? Không, cái tập chứ mà giờ nó cho mình tập á. Dạ. Tập lý trị liệu ngày 2 lần, buổi sáng buổi chiều. Dạ. Hôm nay chủ nhật không có tập mà thứ hai mới tập. Nó phải tập chứ không là nó bị cứng. Cơ đúng rồi, từ ngày tập đó cho nên cái cơ nó kéo ra nó vô á. Cô thấy cảm thấy nhẹ, hồi lúc chợ rẫy cô không thể nào cầm cái chân mà có kéo do kéo vô được, nó rất là cứng. Dạ. Về anh đây giờ nó rất là dịu dàng là giờ tập cô cũng dán mà tập cô thấy nó nhẹ một chút. Rồi thường ngày á thì cô đi làm giúp việc cho người ta, rồi cô nhờ cái bạn của chú chạy xe ôm đến đây chăm sóc chú. Năm. Dạ sao ngày nay con thấy chú đâu đó ta? Chú đó gì mới đi lấy xe đi sửa, tự để đây nó bể bánh xe đó. Rồi chú đi chiều, cô nói là chiều hãy vô 7-8 giờ vô cũng được, từ có hai mẹ con ở đây rồi. Dạ. Là khoảng một tuần cô tới đây một lần không? Có mỗi ngày cô đến à. Hỏi tất cả đây coi, có khi ngày cô tới 2 lần. Đằng sáng cô mua cơm cho chú đó với chồng cô ăn. Rồi á, ví dụ như chiều á, cô làm xong á, rồi á, cô ghé thăm coi chồng cô có ăn gì nữa không, cô dạ. mua rồi cô về. Cứ có khi là cô tới một lần, ngày nào cô cũng tới hết, cô không để chú nằm một mình trong đây, tự thà tạo chồng mình gặp mình yên tâm hơn. Ví dụ người ta có săn sóc gì thì ta săn sóc, mình vô chơi với chồng mình đỡ buồn đỡ tuổi chứ hả, cô không có bỏ ngày nào hết. Ngày chủ nhật á là cô dắt con đi vô đây, con được nghỉ học, thế là hai mẹ con đúng rồi đi. Hai mẹ con tối ngủ đây với ba, rồi á đặng sáng ví dụ ngày mai nó học á, chiều á cô chú nó vô thì cô về. Rồi cô tới đây rồi cô ngủ ở đâu? Đây ngủ đây nè đây, hai mẹ con ngủ đây nè. Dạ. Kẻ mà kẻ này nha nằm ngủ. Còn cái thùng này là của mình hả cô? Cái này là cô mình đựng nước uống thôi. Giờ ba này giấy để đi tiêu cầu là không được á, tự mình để đặng là mình dễ gáy. Dạ. Nó chạy ra ngoài vườn rồi, nó đi chơi rồi, nó mới chạy ra. À thằng cu con mình nó thương ba không? Trời ơi, nó vô thấy ba nó khóc quá trời. Nãy giờ nó massage ba nó không cho anh thấy nữa. Ông nó cười quá trời, nó sao ba đẩy lỡ kính lỡ cái ơi chú kia nói sao mày sợ lấy thấy của quý của ba mày hả, mày làm gì ghê vậy, nó đẩy kính lỡ nó không cho. Nó nói thôi để hơi mát đó, để nó hầm ba nó đi rồi, nó thôi để cho nó đi chơi. Cô không sao đâu cô, cô cho con hỏi một xíu nữa là
con và mọi người đang xem clip á, cho con biết được cái chi phí mà hàng ngày cô phải chi trả cho chú nằm ở đây là như thế nào. Lúc đầu mình vô thì nói một ngày là 500.000 tiền viện, báo cho mình biết là một phòng như vậy là 500.000. Chú có bảo hiểm không cô? Có bảo hiểm. Có bảo hiểm mà không biết có trừ được hay không, là cái chuyện đó là sao mình không biết đó. Thì một ngày 500.000 ngày. Rồi những cái tả của chú không có đi được không? Phải tả này tả á, mình mua giờ hổm dài là được Mạnh Thường Quân cho được 2 bịch. Là ở đây này cho nè, kêu anh Tắc đó, anh có kể là cho được 2 gói. Cái rồi lúc trước là giờ là toàn là cô mua không. Còn chú là con thấy chú đi tiêu bằng cái dây này. Đúng rồi, cô đi đổ. Đó, tiêu tiện là ỉa rồi không được là tự mình phải móc ra. Không có tự đi được. Quá cô ha. Tự mình móc ra. Mình phải có chai thuốc nè, cái ống thuốc này để mình tự móc ra chứ không có biết được cái cách đi. Nè, như là mình phải mua một hộp thuốc như vậy nè. Nè, một hộp thuốc như vậy và một chai trơn như vậy. Cái này là một chai trơn. Để đó mình bơm vô. Cái này mình bơm vô, còn cái này thì mình phải lấy tay á, mình tha cái dòng ngoài hậu môn và mình thò tay mình móc phân ra. Chứ không có tự đi được. Từ đó đến giờ cô tự móc. Còn Nhung á, có ông đó, ông không dám móc á, thì mỗi lần 200.000. Mà nếu mà đi một lần vậy 2 lần á, cũng như là đi một lần chưa hết á, 2 lần phải lấy 300.000. Là bạn nhưng mà bạn lấy tiền chăm sóc đó hả? Có người ta mình à, nếu mình thuê người ta. Thuê người ta móc giùm. Chứ không phải là bạn. Ổng không dám ấy á. Ổng ướm á. Còn cái chú mà bạn của chú Thái nè, chăm sóc cho chú hàng ngày thay cô á, thì chú có lấy tiền rồi gì không ta? Cái đó thì cô đã nói trước ban đầu chứ. Cô đã nói trước ban đầu là cô nói thôi anh ơi, em để xe ngại nhiều em sẽ gỡ xã hội lại cho anh. Chứ anh đã thương chồng, vợ chồng em, anh chăm sóc nhìn chồng em đi. Nếu mà em nghỉ thì em sẽ bị đuổi việc luôn. Còn anh chạy xe thì không có sao. Em chấp nhận trả tiền xã hội đó cho anh. Cho nên cô lo các chi phí. Ông nói ông bệnh đau là nè, chồng cô kêu mua thuốc cho uống đầy đủ hết. Hô ho, cái là cô mua thuốc ho để sẵn. Không uống cà phê, có cà phê. Các chi phí đây là cô đã mua sẵn, đường, sữa, đồ hết, không thiếu gì hết. Cái này là cô mua để vô có đói thì có phở, có cháo rồi cho chú ăn. Cái đó là cô tự mua. Cô cứ ngồi ở dưới đi cô. Cô cứ ngồi xuống dưới luôn. Con thấy cô á, là từ nãy giờ nói chuyện với con mà sao cái nước mắt nó rơi. Tự gì á? Cô thấy chồng cô là người làm ra tiền lo cho vợ con. Mà bây giờ chồng cô nằm vậy á, lúc nào trong lòng cô cũng buồn á. Cô cầu xin được á, Mạnh Thường Quân giúp cho chồng cô mổ được, đứng lên. Cô cảm ơn nhiều. Tại vì chồng cô là cái sự sống của gia đình, của vợ con. Các chi phí là chồng cô lo hết. Là kinh tế chính trong nhà. Đúng, đúng. Bởi vậy vậy chỗ mà cô mà nhìn thấy chồng cô là nước mắt cô chảy xuống. Mà nhưng cô vẫn an ủi chồng cô, để cho cô chồng cô có mạnh lực để vui vẻ. Nhưng mà cô nhìn là lúc nào nước mắt cô cũng chảy xuống. Tự sao một người đàn ông mà mạnh dạn mà bây giờ nằm một chỗ không biết gì hết, ỉ là tự vợ. Bây giờ cô đã biết rồi, tự cô sẽ làm khỏi tốn mấy trăm con. Một lần làm tốn mấy trăm, mình đâu phải có tiền đâu, nghèo mà. Ví dụ đi lần vậy không đa, bóc thêm lần 2 lần mấy 300. Khi cô thấy người ta làm sao thì cô làm vậy, không góp. Tự sao mình đâu có khá điều kiện đâu. Dạ, với lại cũng là chồng mình mà. Mình đâu có điều kiện đâu mà mình mướn hoài. Khi lúc đọc mình không biết thì mình mướn. Dạ. Khi bây giờ mình biết rồi mình tự làm cho chồng mình. Đâu có gì đâu góp đâu. Đâu không, cô không nghĩ nữa. Cái đó là cái gì góp hết. Mình phải nghĩ là mình có sức khỏe, có điều kiện để mình lo chồng mình. Chứ mình suy sụp tinh thần con mình nữa, tội con mình nữa. Cho nên hả, cô biết hôm bữa thứ hai cô đi cấp cứu, gấp 19 luôn. Mà cô đâu dám kể chồng cô nghe. Bác sĩ đâu cho cô xuống, bác sĩ nói sao? Nằm đi chị, chị phải lo bản thân chị trước đi. Chị không lo chị, làm sao chị lo cho chồng con gì được. Chị vô nằm cấp cứu liền. Thôi giờ con, sau nãy giờ con nói chuyện với cô Quý và chú Thái. Thì con cũng hiểu được cái gia cảnh cũng như là cái trường hợp, cái hoàn cảnh mình ngay cái thời điểm này. Cô là đi làm giúp việc, chú thì chạy xe ôm, nhưng con may lại bị tai nạn bất ngờ nó ập đến. Bây giờ cô mong muốn là
mình có được sự hỗ trợ và mình cho chồng mình được đi lại cô ha. Đúng rồi. Bình thường thôi chứ cô cũng không có mang cái gì cao xa. Không ham cái gì hết. Nếu mà chồng cô đi được rồi, cô cảm ơn Mạnh Thường Quân, cảm ơn em. Cô sẽ không xin một đồng nào mà để hỗ trợ cô nữa hết. Cái đó là niềm vui của cô nè. Vậy sao? Chỉ có cô chồng, bây giờ hiện giờ cô đang gái, chồng cô đứng lên được mà có ai giúp đỡ cho chồng cô. Dạ. Cô sẽ ăn chay sang năm là tháng Giêng, tháng 7, tháng 10 liền. Tháng Giêng này cô ăn chay liền. Dạ rồi, thôi bây giờ thì con sẽ đại diện Mạnh Thường Quân, con trích ra một ít tiền để phụ cho chú cái thời điểm ở đây, đỡ có tập quản lý trị liệu hay là thuốc thang đóng viện phí nha cô. Còn về vấn đề sau á, thì con không biết có ai giúp thêm nữa hay không thì con chưa có biết trước được, con không có dám nói trước được, tại vì cái đó là tùy duyên thôi. Ví dụ như người ta thương cô, người ta đồng cảm với mình, với trường hợp của mình thì người ta hỗ trợ, người ta đồng hành nha. Dạ, con xin phép cô nha, đợi con xíu nha. Chú thì sao, cô không cử động được cô? Không, không có cử động được. Bên này, tay bên này nè. Tay nào cũng vậy á, hai tay. Như vậy thôi hả? Bây giờ đang tập mà. Dạ. Hai tay, đang tập thôi. Chỉ có đang tập thôi. Cái phần này dưới này chụp đụng vô chú biết không cô? Cảm giác không? Chưa. Không biết con. Có cảm giác không chú? Cảm giác là nó như biết. Đau không? Biết đau. Dạ. Rồi cô, mình ngồi ghế đây giùm con với cô nha. Đấy, là biết cảm giác đau mà. Chân dưới này. Chú dơ lên được vậy thôi, còn không có cầm nắm được hả chú? Không, 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 không được. Tập hổm dài là mới được vậy rồi đó. Không nắm được cái tay chứ. Nó không nắm lại được cái tay vậy hả chú? Không, nếu nắm được khỏe thì đâu nắm được. Nếu dạ. Chú nắm được thì ngồi dậy được rồi. Dạ, chú để xuống đi chú. Chân dưới này chú có cảm giác không? Nè, đó. Đó. Đó, nó chỉ rung như được cái thôi hả? Ờ, rung thì nó... Mà không đi được. Chú không đi được. Không. Không đi được cách đây là khoảng bao lâu rồi cô? Đừng có đụng đúng tới giờ đó. À, là hai mấy giờ, nằm đúng giờ luôn. Ngày là nằm đúng tới giờ luôn đó. Dạ rồi. Thôi, hồi nãy như con nói với cô á, thì nãy giờ con nói chuyện với cô với chú, con cũng biết được cái lúc mình đang khó khăn. Con xin phép đại diện Mạnh Thường Quân. Cái này không phải tiền của con, mà là con Mạnh Thường Quân đã gửi trước tới kênh tụi con rồi. Tụi con chỉ trích ra thôi trường hợp của chú Thái nha. Dạ, cô đợi con xíu nha. Dạ, ở đây là Mạnh Thường Quân gửi đến chú Thái ở bệnh viện phục hồi chức năng quận 8 ha. Thứ nhất là gồm có chị Mindy ở Mỹ gửi cho chú 1 triệu. Thứ hai là chị Kelly ở Mỹ gửi cho chú 500. Rồi thứ ba là nhóm từ thiện bông cải xanh gửi cho chú 500.000. Và cuối cùng là cô chú ở Na Uy gửi cho chú Thái 1 triệu. Là tổng số tiền là 3 triệu đồng. Con xin phép ha. Đây, cô đếm giùm con nha. Từng tờ nha cô nha. 2 triệu. 3 triệu 6 tờ. Dạ, 6 tờ đủ đúng không cô ha? Đúng rồi. Dạ. Cô gửi cho chú giùm con để cho chú an tâm cái phần chú điều trị. Không có nắm được hả cô? Không có nắm được, đâu có sử dụng được nè. Dạ. Dạ thôi, cảm ơn Mạnh Thường Quân và cảm ơn em nhiều. Nếu có duyên mai thì em giúp đỡ cho chồng chị được mổ thì đó, rất là cảm ơn. Dạ, cái đó thì em con nói với cô rồi, là con tùy duyên ha cô nha. Cố gắng cho chồng cô mà được có đứng lên bình phục á. Chồng cô cảm ơn em. Dạ. Thì sao bây giờ chưa đó tay chân đó. Bây giờ đó là cái tay đó em kêu quơ lên được, còn lúc đó là không còn cái gì biết gì hết, không có được gì hết. Dạ rồi. Không. Dạ, ngoài ra thì còn có một chai dầu. Chai dầu này là của anh Bùi Đình Nai ở Seattle, Mỹ đó cô. Anh gửi cho chú Thái ha, để những lúc mình nhức mỏi hả, mình đấm bóp người. Xin cảm ơn anh gì? Anh Bùi Đình Nai. Bùi Đình Nai. Dạ. Chồng em chai dầu, em cũng
chúc cho gia đình anh được dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài phát đạt, vạn sự như ý muốn. Dạ, yeah, cảm ơn cô nha. Tất cả nhà giúp đỡ như vợ chồng chị. Dạ. Rồi chú có muốn nói lời gì không chú? Chú cảm ơn mấy người giúp cho chú, chú cảm ơn. Dạ. Chú không biết nói gì hơn, chú cảm ơn thôi. Thôi nếu chú chị bạn giúp cho chú vậy chú mang ơn thôi chứ không biết nói gì. Rồi cái công giờ cái công của con đi tới đây cũng chúc gia đình con có sức khỏe thôi. Dạ, con sao chú ha. Ừ. Thôi chú cố gắng suy nghĩ tích cực mình điều trị nha chú nha. Dạ. Dạ. Lát tụi con về cẩn thận nha. Dạ, con chào chú Thái nha. Rồi. Dạ, cô nha. Rồi, em nhỏ xin thay mặt gia đình của cô Quý và chú Thái xin chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân đã đồng hành cùng với hoàn cảnh của gia đình chú Thái và cô Quý. Dạ, một lần nữa xin cảm ơn quý mạnh thường quân rất là nhiều. Còn bây giờ thì em nhỏ xin chào tất cả mọi người và hẹn mọi người trong clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.